Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em có nhận lời đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng mấy con bò đây cô chú anh chị và các bạn ơi. À, nó sẽ có những con bò kem Pháp, bò Angus siêu cọp, Angus siêu đỏ. Đây nói chung là những con bò này thì nãy đến giờ thì em với lại chủ nhà cũng đã thương lượng giá và quyết định báo cho bà con cô bác anh chị một cái mức giá để cho anh chị có thể mua về chúng ta nuôi. Ở đây thì những con bò này là những con bò tơ và sẽ có một con bò đẻ rồi. Có một con bò đẻ rồi. Đây, có một con này thì đẻ rồi. Bò này thì nói chung là nó cũng tầm trung chứ nó không phải bự con lắm, nhưng mà nó cũng không phải là mắc tiền. Nó cũng vừa túi tiền với mọi người thôi. Có con này là con mẹ đẻ rồi một con ha. Tình trạng của nó là đang mang thai lại được 6 tháng. Tình trạng của nó đang mang thai là được 6 tháng và giá của nó cũng mềm thôi cô chú anh chị và các bạn. Chút xíu nữa mình cập nhật cái giá sau này. Mình quan sát từ chân móng của những bò này ha. Chân móng đi đứng thì hoàn thiện hết. Những bò này chân móng đi đứng thì hoàn thiện. Không áp xe, không trật lỗi gì hết nha. Ở đây thì có con kem Pháp cũng mang thai 6 tháng và con bò tơ này thì con này mang bầu tơ nãy nói mấy tháng quên rồi. 6 rưỡi. Này mang thai 6 tháng rưỡi ha. Ở đây thì con này phối tinh được hai nước rồi. Hai nước. Con này phối tinh qua hai nước rồi cô chú anh chị các bạn nha. Con bò Angus siêu cọp khá đẹp. À, lông hình nè, khá đẹp. Còn ba con bò này là ba con bò tơ, ba con bò siêu đỏ này là ba con bò tơ ha. Thì ba con này thì cái giá của nó thì nó cũng rất là ok. Giá nó con này thì tầm giá là 17 triệu. Angus siêu cọp rúng nè. Anh chị thấy không? 17 triệu. Chân móng nè. Con này thì mình về mình nuôi tầm 3 4 tháng sau bắt đầu có phối tinh ha anh chị. Con này hiện trạng của nó giờ chắc cũng tầm khoảng từ 12 13 tháng rồi. Nè, bò này khoảng 12 13 tháng ha. Hai con này, cặp này chốt giá 34 triệu hai con. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Hang siêu cọp Angus hết ha. Đầu trụi. Hai con đầu trụi hết. Đây. Hai con Angus siêu cọp. Tổng trong đây có 4 con Angus mà có một con siêu cọp bên kia, hai con này hang siêu đỏ. Xin lỗi nha, hai con này hang siêu đỏ, còn con kia siêu cọp rồi. Siêu cọp đứng đằng kia. Hai con này chốt giá 34 triệu. Cặp này mỗi con 17 triệu nè anh chị. Anh chị nào thấy thích muốn mua thì mình liên hệ với em. Đây, em đang ở Ba Tri của tỉnh Bến Tre. Rồi kế bên đây có con Angus, con này tầm khoảng từ 15 tháng. Con này tầm 15 tháng ha. Con thứ ba này thì khoảng tầm 15 tháng. À, 15 tháng có giá bán là 19 triệu. Angus siêu đỏ. Rúng đầy đủ, chân móng đi đứng hoàn thiện của chính trị bạn. À, con này 19 triệu. À, chốt giá 19 triệu. Chiều cao tại phía sau khu của con này chắc tầm khoảng từ 1m28 29 bò rồi. À, con này khoảng tầm 1m3 nè. Con này em phối tinh được hai nước rồi. Con này thuộc dị dòng bò Angus siêu cọp. Chân tay rất là ok. Đó, chân móng nè, hoàn thiện ha, rúng đầy đủ. Con này sái tích nghiêm chỉnh luôn. Con này phối được hai nước rồi, phối 3B được hai nước rồi ha. Và con này chốt giá của chú anh chị các bạn giá là 25 triệu. Rất đẹp bò, chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m3. Kế bên là con kem Pháp cọp. Con kem Pháp cọp này thì tình trạng của nó là tơ, đang mang thai 6 tháng bao chữa. Mang thai 6 tháng bao chữa, chốt giá 21 triệu 500. Chân móng nè anh chị. Chân móng sò ha, rúng nè, sái tích thì nghiêm chỉnh. Con này 21 triệu 500. Bao chữa 6 tháng. Và con kế bên là con bò tơ, con này 6 tháng rưỡi. Con này thuộc về dòng bò Bombay, Sin Lai Bombay. Bombay nên nó có được cái dạng thùng dạo này, đẻ con rất sai con. Mỗi năm mỗi con, nhiều khi mới tách con 2 tháng sau đẻ. Anh chị thấy không? Nè, đẻ sai con dữ lắm, sai con cực kỳ luôn. Con này thì nó chiều cao không cao to lắm, nhưng mà được cái là anh đẻ con rất là mắng con. Cái mặt này thì thôi khỏi chê rồi, cái lỗ tai nhỏ cực kỳ.
lông nhuyễn nè, coi nè, lông hình rất là ok. Đang mang thai 6 tháng rưỡi, bao chữa 6 tháng rưỡi ha. Bosin Lai Bombay. Mẫu này đẻ con sai con dữ lắm, mỗi năm mỗi con luôn. Nhưng mà anh chị biết rồi, giờ mình phối bò lai không à. Nó đẻ con ra cũng rất là mát sữa ha. Mình coi nè, bò lưng vai cũng đâu tệ. Xuống vú, dạ xuống dạ vú nặng. Con này Lai Bombay. Đó, dàn thùng lớn. Chốt giá con này có giá là 21 triệu 500. Bộ lộng, hai mấy triệu anh? 23 năm. Con này chốt giá 23 triệu 500 chứ nhầm. Đó, con này 23 triệu 500 của chính chị bạn. Con này 21 năm. Này kem Pháp ha. Còn con này là Bosin Lai Bombay. Tơ đang mang thai lứa đầu. Bao chữa 6 tháng rưỡi. Đó, dòng này đẻ so con, mắng con cực kỳ. Còn thích đẻ con xương to thì đây. Con này đẻ con rất là xương, xương rất là to luôn ha. Và đẻ nuôi con rất là nhanh lớn, mỗi dòng khác biệt nhau. Còn muốn mát sữa thì đây. Bốn con bò này thì thôi mát sữa lạnh lùng. Cái dòng Anh Good này muốn mát sữa thì đây. Còn muốn xương to nhanh lớn thì đây. Còn muốn đẻ nhiều con thì đây. Còn con này thì được cái đẻ nhiều lứa nè. Nhiều lứa với lại đẻ sai. Nó với dòng họ, con này dòng họ chứ con đó đó. Đó thì con này thì thuộc về bò Lassin. Giống này giống Lassin ha. Cổ dài hơn. Cổ dài hơn, vàng yếm cũng ngắn hơn. Được cái đẻ đụng đẻ đụng đẻ. Con này thì đang chốt giá của chú anh chị các bạn giá là 22 triệu. Đang mang thai lứa thứ hai. Bao chữa, bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên. Anh chị nào mua về chúng ta nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai không. Nếu như mà không có thai thì bên em xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ ha. Đây một con. Bao chữa, con này bao chữa bao lòi lú luôn nha. Tình trạng là nó đang mang thai lứa thứ hai, nó đã đẻ rồi. Nên em sẽ bảo hành cho anh chị vấn đề trục trặc sinh sản như là lòi lú hí tử cung. Thì trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về, nếu mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung gì anh bên anh chủ nhà xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ bò này ha. Còn hai con này là hai con bò tơ đang mang thai lứa đầu. Thì đối với những con bò tơ hoặc là những con bò đã mang thai, bên em nói đó, những bò tơ đã mang thai nha, chứ không phải là đối với con bò không mang thai nha. Đó thì anh chị mua về mình phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám trong vòng 3 ngày đầu tiên trả lời cho em. Nếu mà không có thai thì em cho xe hoành lại, nhận giao tiền bắt bò về, hoàn tiền đầy đủ cho anh chị. Chân móng đi đứng của những con bò này thì nói chung là hoàn thiện hết, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu muốn lựa bò giống hoặc là mua bò giống thì anh chị có thể liên hệ với em sẽ hỗ trợ cho anh chị hết sức có thể ha. Ở đây thì tổng cộng những con bò này thì em đã báo giá, quay phim cận cảnh những cái hình ảnh chi tiết để cho bà con cô bác anh chị chúng ta có thể lựa chọn cho mình một con bò phù hợp túi tiền, lựa chọn cho mình những cái con bò đúng cái sở thích của mình. Nhiều người có sở thích này, nhiều người có sở thích kia ha. Và cái giống loại của từng con bò ở đây thì em cũng đã cập nhật cho bà con cô bác anh chị rõ ràng, và những cái thông tin mà bảo hành hoặc là chữa nẻo gì em cũng đầy đủ hết. Thì bây giờ em sẽ sử dụng cái thước như thường lệ và cập nhật cái thông tin về chiều cao. Chiều cao của những con bò này, con mang số thứ tự số 1 có giá 17 triệu, chiều cao tại phía sau khu là 1m24. Con mang số thứ tự số 2, chiều cao tại phía sau khu là 1m25, giá 17 luôn. Con mang số thứ tự số 3, chiều cao tại phía sau khu là 1m27, 20 triệu. Ý, lộn, 19. Con mang số thứ tự số 4, chiều cao tại phía sau khu là 1m3, phối tinh 2 nước rồi, hơn 2 nước rồi, siêu cọp, giá 25. Còn con kem Pháp cọp, con này chốt giá 21 rưỡi, chiều cao tại phía sau khu 1m3, 21 triệu 500, bao chữa 6 tháng. Còn cái con bò Bosin Lai Bombay này thì nó chiều cao tại phía sau khu là 1m26, có giá là 23 triệu. Đó, bao chữa 6 tháng rưỡi. Còn mà mẹ Việt Nam anh hùng này thì có giá là 21 triệu 500. Cái lộn, 22 triệu, chứ con này 22 em nhầm. Đẻ lứa, đẻ một lứa, đang mang thai lại lứa thứ hai. À, đang mang thai lứa thứ hai, bao chữa, bao khám lại trong vòng 3 ngày đầu tiên. Và tất cả những con bò ở đây thì sẽ bao gồm có 6 con bò, 7 con bò.
Và 7 con bò này nếu như mà anh chị cô chú nào chúng ta có nhu cầu mua hết 7 con này thì anh chủ nhà sẽ bớt trực tiếp cho bà con cô bác anh chị 2 triệu đồng. 2 triệu đồng để về hỗ trợ cho các phần tiền xe để vận chuyển về ha. Đó anh chị. Nếu như mà anh chị nào mua hết 7 con bò này anh chủ nhà sẽ bớt trực tiếp 2 triệu. Rồi thì nãy đến giờ thì em cũng có nhận lời đến đây để ghi hình và báo giá giùm cho khách hàng những con bò ở đây rồi. Và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác anh chị để có thể mua được những con bò này về để nuôi làm bò giống. Rồi thì bây giờ em cũng xin gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất dành cho bà con cô bác, những anh những chị đã dành những thời gian quý báu của mình xem cái chương trình của em. Rồi xin chúc những cái tốt, những điều tốt đẹp đến với mọi người nha. Bây giờ em cũng xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.